Tin mừng theo Thánh Matthew. Khi ấy, Đức Giêsu dạy rằng: Phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi. Thuộc về gia đình Thiên Chúa. Thánh Alfonso sinh tại Marianella ngày 27 tháng 12 năm 1696. Một hôm, ngài nghe được tiếng gọi khẩn thiết, ngài bỏ thế gian và hiến toàn thân cho ta. Tiếng gọi càng trở nên khẩn khoản. Ngài đáp lại: Lạy Chúa, con đã chống lại ơn Chúa quá nhiều. Này con đây, xin làm theo ý Chúa muốn. Từ đó, người sẽ là hiệp sĩ của Đức Mẹ, là linh mục của giới nghèo. Thánh Alfonso đã trở nên người thuộc về gia đình Thiên Chúa. Đức Giêsu khai mở một gia đình mới, bao gồm tất cả mọi người, miễn là họ biết nhận ra và thực thi thánh ý Thiên Chúa. Nếu toàn bộ lời giảng của Chúa Giêsu được gọi là tin mừng, thì lời giới thiệu mẹ và anh em này phải được xem như một khía cạnh reo vui hiện thực nhất của tin mừng ấy. Ai cũng có khả năng trở thành người nhà của Chúa Giêsu, ai cũng có điều kiện để gia nhập vào gia đình thánh, ai cũng có thể trở nên anh chị em gần gũi với người. Điều kiện duy nhất người đưa ra là thi hành ý muốn Chúa Cha. Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con biết luôn thực thi thánh ý Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời để được thuộc về gia đình của Ngài. Amen.